Hạnh ơi, Hạnh, dạ dọn đi con. Mà mặt mày xanh như đít nhái vậy? Cái gì vậy con? Dạ, bác ba. Bác ba làm sao? Cái gì nói đi vậy? Nói. Dạ, ông nội bị bệnh. Bác ba kêu ba với mấy bác về gấp. Trời ơi, không biết chuyện gì nữa đây. Kiểu này chắc ba ngứa hồng ho nữa quá. Chắc vậy chứ gì. Rầu ghê luôn, già cái nhẵn nhẽo hoài. Không phải, ông nội bị chóng mặt với ói. Mẹ con với bác ba đưa ông nội vào bệnh viện rồi. Cái gì? Vô viện hả? Dạ. Nãy giờ các ta cũng mới phà phúng. Anh chở thằng Sáu vô viện gấp. Tôi ghé qua cửa hàng, tôi rước vợ tôi vô tổng luôn. Rồi, đi. Trời ơi, khổ con ghê vậy. Lẹ lên cây. Dạ. Cha ơi, vậy uống miếng nước đi cha. Cha nằm xuống nghỉ đi, con gọt trái cây cho ăn nha. Ủa? Chị ba. Chú. Chị. Cha. Cha thấy đỡ chưa cha? Cha. Cha làm anh em tụi con lo quá. Chị ba. Cha bị cái gì vậy? Cha bị rối loạn tiêu hóa. Không sao đâu, bác sĩ nói chiều nay về nhà được rồi. Cha dạ. Không sao đâu, cha đỡ nhiều rồi con. Dạ. Cha quên dặn, đừng có đứa nào nhảy mồm nhảy miệng. Điện cho nhỏ, tội nghiệp cho nó hả con? Dạ. Nó lo lắng tội nghiệp đó. Con biết rồi cha. Cha sợ con Năm nó nhạy miệng nó hay nói. Mà dạ. Mà Năm đâu rồi con? Alo, bà hả? Cha vô bệnh viện rồi. Trời, bà đừng có rối. Nghe tôi nói nè, bây giờ á, bà đóng cửa hàng đi, rồi tôi chạy về, tôi rước bà vô bệnh viện liền. Ừ, tôi đang chạy về nè, chạy nghe. Từ lúc vô tới giờ vậy? Ông đi đâu vậy hả? Đi đâu mà để cho không nhìn ngó gì hết trơn, để cho đụng xe đến nỗi về vô bệnh viện nằm hả? Ông đi đâu vậy? Trời ơi! Thì cái xui vậy ai biết được. Tôi gọi điện cho bà vừa xong là tôi bị. Có gì ta về nhà ta nói đi. Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Thì tôi biết là vậy. Mà tại hay tin cha nhập viện nên tôi quýnh quán lên.
Rồi bà có vô viện thăm cha chưa vậy? Cha làm sao rồi? Ủa anh Tư. Anh Năm, chị Năm. Chú Sáu. Ngồi đi. Cha khỏe rồi. Bây giờ có anh là có sao thôi đó. Chiều nay cha về nhà rồi. Dạ. Bác sĩ nói cha bị rối loạn tiêu hóa thôi à. Ủa kỳ á, sao cha bị rối loạn tiêu hóa? Thì đó, nghe chị ba kể á là cha thèm ăn ốc. Dạ. Rồi chị ba mới luộc ốc bươu cho cha ăn. Trời đất ơi, ăn ốc bươu thôi mà. Có gì đâu mà ấy, tôi ăn hoài à. Bà giỏi quá. Tại cha già nên hệ tiêu hóa cha không tốt, hiểu không? Ha. Vậy mốt kia chị ba, đừng có luộc ốc bươu cho ba nữa. Trời, nó chuyện quề vốn. Rồi cái chân mày sao rồi? Dạ bác sĩ nói chân của ảnh bị gãy rồi. Chắc bó bột lâu lắm anh ơi. Anh Tư nè, chị sao? Coi người nghe tôi dặn kỹ. Gì? Chuyện mà tôi gãy cái chân á, đừng có báo cho thằng Dũng nó biết. Nó lo lắng tội nghiệp nó, biết không? Nó có nhiều chuyện để lo nữa. Rồi sắp tới rồi, chuyện đám cưới của nó nữa. Mà có ai báo nó biết chưa? Chưa. Thiệt hả? Thiệt. Ai cũng lu bu cái vụ của cha rồi của anh nữa, ai rảnh đâu điện cho nó. Nói chung là Dũng nó chưa biết tôi bị gãy chân nữa. Không ai nói thì sao nó biết. Thôi nằm nghỉ đi. Về sao? Dạ vậy để em đưa từ với cái sao. Thôi ngồi đó đi, em về anh Năm. Gì Năm? Dạ. Thiệt tình là bà chưa có gọi điện báo rồi Dũng biết là con bị gãy chân hả? Thiệt. Ông không tin tôi hả? Tôi thề á. Không. Vịt vậy á, nói bên đây, đổ tay đây đi hết trơn rồi là sao vậy? Bực bội hết sức à. Bực mình quá trời quá đất à. Chị Tám. Ủa? Bà chủ. Phải bà chủ không? Dạ, mời bà chủ uống nước. Được rồi. Cảm ơn chị Tám. Dạ. Chị khỏe không vậy? Bà chủ nhìn cái tướng tôi là biết tôi khỏe rồi. Chị Tám nè. Dạ. Chị còn giận tôi không vậy? Trời ơi, giận hờn gì bà chủ ơi. Cái tánh tôi mà có chuyện gì qua rồi là tôi không có để trong bụng. Ủa, bữa nay bà chủ xuống đây làm gì? Đừng có nói là kiếm tôi rồi kêu tôi trở lại thành phố làm việc nghe. Bây giờ tôi quen sống cái cảnh mà tự do tự tại rồi. Muốn ăn gì nào ăn, muốn ngủ về ngủ. Cái nghĩ lên thành phố, trời ơi, cuộc sống nó xô bồ, xô bộ, không khí nó ồn ào, tôi chịu không có nổi. Nghe chị nói như vậy á, tôi cũng đâu can đảm mở miệng ra mà nhờ chị. Với lại bây giờ chị có cả cơ ngơi bề thế như vậy rồi, tôi mừng cho chị lắm đó chị Tám. Dạ. Ủa vậy bữa nay bà chủ xuống đây có chuyện gì? Thì cũng có chuyện muốn nhờ chị giúp. Nhờ tôi giúp? Bà chủ cứ lên tiếng đi, thể mà tôi giúp được là tôi giúp liền. Chuyện là vậy, chị biết mẹ ruột của Diệu Hương không? Bà Thiên Lý đó. Ủa, vậy là bà chủ biết rồi hả? Bà ấy hiện nay đang ở bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng mà sắp tới á, thì sẽ về nhà để tiếp tục điều trị. Chị biết đó, hoàn cảnh của bà ấy á, đơn chiếc. Cho nên tôi muốn nhờ chị. Ý là bà chủ muốn tôi giúp. Đúng rồi. Trước mắt á, thì tôi sẽ thuê một căn nhà, rồi chị về đó mà chăm sóc cho bà ấy. Lúc đầu á, thì làm theo lời bác sĩ để chăm sóc cho bà ấy mau hết bệnh. Còn cái chuyện lương tháng á, thì... Thôi bà chủ, bà chủ nói tiền bạc làm gì. Bà chủ biết tánh tôi mà. Tôi làm hết mình.
Hồi đó tôi làm cho bà chủ đó, bà chủ đưa nhiêu tôi lấy nhiêu, tôi có đâu đòi hỏi gì đâu. Vậy chị đồng ý giúp tôi rồi phải không? Nhưng mà giờ mà có cái gì nói làm đi. Thấy tôi nói chuyện thấy cái này lơ là chểnh mảng à. Tôi nói thiệt mấy người, tôi nói chuyện thấy mà cái con tôi ở phía sau lưng tôi nè, cái ót tôi nè, có con mắt giờ mấy người đó. Làm lẹ làng lên, hàng cần gấp, tăng ca, hiểu chưa? Thôi để tôi kêu người khác giúp cũng được. Không ấy bà chủ cho tôi thời gian đi. Vậy khi nào chị đồng ý á thì cho tôi biết nha. Tôi liên lạc chị bằng số điện thoại cũ hả chị? Số đó tôi bỏ lâu rồi. Vậy chị cho tôi số mới đi. Dạ, số mới tôi bà chủ lưu đi. Dạ, 0903. Dạ. Dạ, rồi. Vậy thôi tôi đi nha. Dạ. Chị giỏi ghê vậy đó. Chỉ một thời gian thôi mà chị đã cả có cả cơ ngơi bề thế vậy rồi. Ra dáng bà chủ lắm đó nha. Dạ, cảm ơn. Bởi vậy ta nói người tốt cũng nào cũng gặp may mắn hết á. Dạ. Thôi tôi đi nha. Dạ, bà chủ về. Dạ. Tiễn bà chủ. Ừ. Dạ. Thôi tôi về nghe chị Tám. Dạ. Ừ, khi nào chị đồng ý á, thì gọi điện cho tôi nha. Dạ, bà chủ về. Có gì tôi liên lạc với bà chủ. Ừ. Chúc mừng chị nghe chưa? Ra dáng bà chủ lắm đó. Dạ, cảm ơn. Về nghe chị. Dạ, cảm ơn. Ờ không, phải nói là tôi về nghe bà chủ. Dạ. Đi nha. Dạ. Nghiệp bà chủ quá à. Cất công xuống đây kiếm mình mà mình không giúp gì hết trơn. Ái nái ghê. Thấy thương quá đi. Ê, dạ chào ông chủ. Đang trong giờ làm việc, đứng thẫn thờ lải nhải gì vậy bà Tám? Dạ tôi đâu có lải nhải gì đâu. Bắt gặp tại chỗ mà còn chối nữa. Đi vô làm việc đi. Bà lúc này làm biếng lắm nha, lơ là lơ là. Tối nay tăng ca tới sáng luôn, khỏi cho về luôn. Dạ tối nay hai bác bay ra Hà Nội. Tới chừng nào thì hai bác mới trở lại Sài Gòn? Hai bác cũng chưa biết nữa. Lần này hai bác ghé con đó thì cũng có ý là muốn gặp mặt cháu rể. Mà tiếc quá hôm qua không có gặp. Dạ tại vì hôm qua công ty con nhiều việc đó. Cho nên là con phải mang hồ sơ về nhà anh Dũng. Anh xin lỗi nha. Trời ơi, anh đi gặp thằng Hùng. Em biết thằng Hùng không? Thằng Hùng bánh bò. Ngày xưa học chung trường với mình đó em nhớ không? Tự nhiên cái nó buồn chuyện gia đình vợ con gì đó, nó kêu anh ra ngồi nghe nó kể chuyện. Trời ơi, kêu ngồi lai rai uống mấy chai thôi. Ai nhà đâu anh phải lắng nghe quá trời quá đất được không? Cuối cùng rứt ra không được luôn em. Xin lỗi em nha. Ủa hai bác đâu? Đi hết rồi hả? Trời ơi, đồ ăn quá trời quá đất luôn. Anh gấp cho em ăn ha. Em ăn ha. Đây nè. Biết. Miếng à, Miếng. Dừng xe, anh không dừng xe tôi nhảy xuống bây giờ đó. Em làm gì em nóng dữ vậy? Anh có biết là em phải giải thích như thế nào với hai bác của em về sự vắng mặt của anh không? Anh không xem trọng gia đình của em vậy thì anh đâu tôn trọng em đâu. Lúc sáng sau khi họp xong, em đã dặn anh những gì em có nhớ không Dũng? Là bác của em ghé qua nhà mà không gặp của em cho nên họ muốn gặp anh tối nay rồi sau đó bay ra Hà Nội gấp. Em đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi. Em không hề muốn gây chuyện mà anh là người gây sự trước đó Dũng à. Trời ơi, chuyện có gì đâu đâu. Anh sẽ xin lỗi hai bác được chưa? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh thích hai từ xin lỗi đó hả Dũng? Anh chập cho người ta nổi điên rồi sau đó anh nói xin lỗi là hết chuyện sao? Làm cái gì vậy? Tôi tự đón taxi về. Em để anh chở em về cho. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Chở em về cho. Tôi không muốn giải thích gì hết. Thì cái tại hồi nãy thằng Hùng nó đang buồn, nó kêu anh ra, nó kể lại khóc lóc tùm lum tùm la hết á. Anh cứ nghĩ là ngồi nghe chút xíu thôi, ai ngờ trễ đến bây giờ. Cho anh, nên là anh Hùng quan trọng hơn là gặp hai bác của em hả? Xin lỗi mà.
Em Nguyên. Nguyên. Tôi hỏi có ai hay không vậy? Có ai hay không? Có ai hay không? Thằng Dũng nó được mọi người thương yêu, đùm bọc che chở nó. Con nói vậy không có phải đâu Hai Dân ơi. Con chẳng có đi đâu vậy? Để nó ở đi với cha, cha sẽ sống chung với nó con ơi. Hai Dân, con đừng làm vậy, con đừng làm vậy. Hai Dân, Hai Dân, Hai Dân, Hai Dân. Cha, cha có sao không cha? Cha gặp ác mộng hả cha? Cha không sao đâu. Tụi con đi ngủ đi. Tắt đèn ngủ đi con. Ai vậy? Mộc Miên hả con? Sao con gọi giờ này? Có chuyện gì vậy con? Sao con khóc vậy? Nói cho thím ba nghe đi. Cái gì vậy con? Sao rồi con? Sao rồi con? Dũng sao rồi? Anh chụp CT nữa rồi, bác sĩ nói là đang xem xét. Bác sĩ. Cháu Tùng sao rồi bác sĩ? Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hữu Dũng? Nhà đây tất cả là người nhà. Tất cả luôn á. Mọi người bình tĩnh. Dạ. Tôi cần một người quyết định trong chuyện này. Dạ, tôi là ông nội của cháu. Bác sĩ cần gì? Mời ông thưa. Thank you.
nha. Gửi bánh mì cho cha ăn đi. Mấy chú ăn đi. Cha ăn miếng bánh mì đi chú. Cha mình cha ăn đi lấy sức đi. Con được chị ba. Chị ba ăn miếng bánh mì. Ăn đi chị ba. Con dạ, ăn đi con. Cầm miếng đi cha. Cứ cầm đi chị ba. Cầm đi cha, cầm đi để chút cha con cha đói cha ăn. Anh Tư cầm đi anh Tư. Cha nước mà cha. Đây đây. Đưa chị ba ăn cái luôn. Chị ba. Qua miếng ăn đi con, uống đi con. Cha ơi, cha phải ăn để lấy sức chứ cha. Vậy này. Cha uống miếng nước nghe cha. Cha uống miếng nước đi cha, anh Tư uống nước anh Tư. Lu bu về chỗ ngồi đi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Sao rồi hả bác sĩ? Bác sĩ sao rồi tôi bác sĩ? Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Giờ sao đây anh? Mình ơi. À. Mình ơi sao vậy mình? Bác sĩ không nói không làm gì hết vậy mình? Mình có chuyện gì vậy? Mình tỉnh thôi. Thằng Dũng có chuyện gì rồi mình ơi? Trời ơi Dũng ơi con có chuyện gì con cũng phải gì đâu. Để cho Tiến gặp mặt con nha. Ngồi xuống đi. Bệnh nhân bị tụt huyết áp nên chúng tôi mời bác sĩ đến cây để coi tình hình như thế nào. Trời ơi mình ơi. Cái gì? Em nghe nói là thằng Dũng bị tụt huyết áp đó. Bác sĩ mới nói kìa. Trời ơi vậy là thằng Dũng chết rồi mình ơi. Cái miệng của hai bà nhắm tà la vậy. Chị ba. Chị ba. Trời ơi chị ba có sao không kìa. Chị ba sao vậy. Chị ba sao vậy chị ba. Ba bình tĩnh nha ba. Chị ba bình tĩnh nha chị ba. Anh là người thân bệnh nhân nào vậy? Dạ, Nguyễn Hữu Dũng. Chị, dạ cũng Nguyễn Hữu Dũng đang mổ ông trọng đó chị. Dạ, vợ tôi. Chị ơi. Chị, sáng rồi ngủ gì nữa chị? Chị là người thân bệnh nhân nào vậy? Dạ, Nguyễn Hữu Dũng, dạ, đi chung. Dạ. Dạ, gia đình, dạ. Anh ơi, dậy đi, chỗ này phải chưa ngủ anh ơi. Sao? Anh ơi, dậy đi anh. Chỗ này phải chưa ngủ. Bác này là thân nhân của ai vậy? Đây là ông nội của Hữu Dũng đó chị. Ở đây á chỉ được ở cái hai người thôi. Người ra mà ngồi chật cứng như anh em vậy. Mấy người ra bớt đi. Ở kỹ như vậy hồi á bác sĩ ông la tôi chết. Tôi xin lỗi cô nghe. Tụi con ơi. Dạ. Tụi con đi ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài hết đi. Đừng có. Thấy tụi người đỡ chưa cha? Dũng sao rồi có? Dạ. Dạ nó qua cơn nguy kịch rồi cha. Dạ. Nó ra ngoài phòng điều dưỡng rồi. Dạ. Dạ có mấy thím ở trển chăm sóc cho nó rồi cha. Dạ. Dạ đúng rồi đó cha. Giờ cha nằm nghỉ cho khỏe đi. Mọi chuyện qua rồi. Dạ. Ha mấy anh. Dạ. Cha yên tâm nghỉ nha cha. Dạ. Cha nằm nghỉ. Giai đoạn nguy hiểm đã qua, ca mổ đã lấy được máu tụ trong não của bệnh nhân. Nhưng do não vẫn còn tổn thương nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được. Có thể 1-2 ngày hoặc lâu hơn bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chuyện này cũng khó nói trước được.
Tất cả phải nhờ vào ý chí và sự cố gắng của bệnh nhân cùng với sự khuyến khích và động viên của người nhà. Giai đoạn này, bệnh nhân không thể nói được nhưng có thể nghe được những gì người nhà nói. Mọi người phải kiên nhẫn và thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân. Những kỷ niệm, ký ức là liều thuốc tốt nhất giúp bệnh nhân mau hồi phục. Ông nội và mọi người đang có mặt đầy đủ ở đây để chờ anh tỉnh lại. Mọi người lo cho anh lắm. Nhất là ông nội. Sức khỏe của nội yếu lắm. Cho nên là anh phải ráng tỉnh dậy để cho nội khỏe nghe anh. Kế hoạch quảng cáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long do anh kiến thiết đang thực hiện dở dang. Anh em trong công ty đang chờ anh tỉnh lại để cùng với họ tiếp tục thực hiện chiến dịch này. Bằng mọi giá anh phải tỉnh lại nghe anh. Anh tỉnh lại để em nói lời xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm cho anh giận nữa. Anh có chấp nhận lời xin lỗi của em không Dũng? Anh có nghe em nói gì không? Mình phải đi đặt tiệc cưới. Anh và em còn phải đi xem thực đơn nhà hàng cho tiệc cưới của mình. Anh có nghe em nói gì không Dũng? Dũng, con tới thăm Dũng rồi hả? Vô đi con. Chị Miên. Hương. Anh Dũng sao rồi chị? Đã qua cơn nguy kịch rồi em. Chị, nhìn chị có vẻ xanh xao quá. Cứ như vậy hoài sao chị chịu đựng được? Con nghe không? Ai cũng thấy điều đó hết á. Tại sao con cố chấp vậy? Vì biểu nó đi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Mà nó không chịu nghe lời gì. Hay là chị đi với em xuống căng tin kiếm gì ăn nha. Chị không muốn ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ra ngoài hít thở không khí một chút. Chẳng lẽ chị cứ như vậy hoài rồi chị bệnh rồi ai chăm sóc cho anh Dũng? Bây giờ nếu mà anh Dũng tỉnh dậy á, thấy chị tiều tụy như vậy thì sao anh vui được, đúng không? Đi đi con. Đi dạo một vòng đi rồi lên. Để má ở đây, má canh thằng Dũng cho con. Đi đi. Con nhỏ này. Đi bà. Dạ, chào dì. Một Miên à, để kiếm thai con chăm sóc thằng Dũng một lát. Con yên tâm đi. Con cũng phải ăn chút gì chứ. Đi đi chị. Con xuống dưới cái gì? Ừ. Dạ. Ừ. Ai...
Kiếm ba mà không lên tiếng á, chưa chắc gì nó chịu đi đâu. Từ ngày thằng Dũng nó xảy ra tai nạn như vậy, tôi nhìn thấy Mộc Miên mà tôi xót xa quá à. Mà không biết làm sao giúp được con bây giờ nữa. Ngày nào thằng Dũng còn chưa tỉnh lại thì Mộc Miên làm sao yên lòng được chị? Từ khi thằng Dũng nó xảy ra tai nạn, con Mộc Miên lúc nào nó cũng luôn miệng nói là tại nó. Trời đất ơi, chuyện xảy ra như vậy đâu có ai muốn đâu thím ba. Mà không biết trời xui đất khiến làm sao á, thằng Dũng nó bị tai nạn, trong khi không còn bao lâu nữa là tới ngày cưới rồi. Rồi bây giờ không biết khi nào thằng Dũng nó tỉnh dậy, rồi không biết có phải giờ ngày đám cưới lại không thím ba. Thím ba, bộ tôi nói cái gì sai hả thím ba? Dũng ơi, con hãy mau tỉnh lại đi. Con và Mộc Miên phải vượt qua được giai đoạn này, để tụi con phải được sống hạnh phúc với nhau. Chị uống đi. Nếu lúc đó chị đừng quá nóng giận thì anh Dũng không xảy ra chuyện. Chính chị là người khiến cho anh Dũng bị như vậy. Chị đừng có tự trách mình như vậy. Chuyện tai nạn đâu có ai muốn đâu. Em biết không, dạ gần đây do công việc quá nhiều, là chuẩn bị lo cho đám cưới, cho nên là sức khỏe của anh Dũng sa sút hẳn. Có đôi lần chị thấy anh có biểu hiện say sẩm, do chị quá chủ quan, không lo sức khỏe của anh. Chị thật đáng trách đúng không Hương? Thôi mà chị, bây giờ cái điều cần nhất là chị phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu như bây giờ chị đổ bệnh á, ai sẽ lo cho anh Dũng? Rồi còn biết bao nhiêu chuyện ở công ty nữa đang rất là cần chị giải quyết. Chị phải nghe lời em chứ. Chị không có thiết gì hết. Bây giờ điều chị mong muốn là nhìn thấy Dũng mau bình phục. Chị Hương, chiều nay... Ngọc Tiên. Dạ. Chị nhờ em chút. Lát nữa em cầm sắp hồ sơ này nè, chuyển qua bên công ty D&T giùm chị nha. Dạ. Chuyển gấp á. Ok chị. Chiều nay anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng nha. Xin lỗi, chiều nay em bận rồi. Thì em cứ xong việc rồi đến. Anh sẽ chờ em. Dũng ơi, con thương nội, con phải ráng tỉnh lại. Con vẫn cứ nằm về ngoài, nội còn sao khỏe được. Ông nhìn kìa, cái mặt của nó dễ thương làm sao á, nhìn nó hiền lành phúc hậu ghê vậy. Vậy mà phải chịu cảnh nằm một đống vậy.
Con ơi mẹ, con nghe chú nói gì không? Con phải kiên cường lên, bằng mọi giá con phải tỉnh lại, con biết không? Ông à, tôi nghe nói nếu mà mình muốn cháu mình nó tỉnh lại á, mình phải kể chuyện ngày xưa cho nó nghe. Chuyện càng xa lơ, càng xa lắc là càng tốt á. Ông nhớ chuyện gì ấy ông kể cho nó nghe đi. Dũng à, con có còn nhớ không Dũng? Hồi đó con còn nhỏ lắm, con nhớ không? Cái hồi mà ba Năm mới quen với ba Năm mày á, ba ai thường dắt mày qua đó chơi, mày nhớ không? Thì ba Năm mày nói là ba có con rồi mà còn ghẹo gái, con nhớ không Dũng? Chứ còn gì nữa, ai mà đi ghẹo gái ẩm theo nhóc đâu. À, lúc đó con nhỏ mà con lanh ghê nha. À, để thím nhớ coi, lúc đó thím mận với ruộng á, rồi cái hai chú cháu đứng trên bờ chọc thím quá trời, làm lúc đó thím mắc cỡ quá, thím không biết thím làm gì nữa. Lúc đó con dễ thương thiệt là dễ thương vậy đó. Bụng làm gì trên bờ vậy ta? Ghẹo gái chứ làm gì? Ủa ghẹo ai trong nhóm mình vậy? Ghẹo Lanh chứ ai? Con gì đây? Con gì đây? Cho tôi hỏi thăm với nè. Ôi tôi dở thăm đó nha. Đã cãi kìa. Thì mở nhiều mới nhổ lên đó. Nếu mà ngày nào cũng vậy thì mình chắc mình bể bụng à. Lên về còn nấu cơm cho ổng ăn nữa. Không, tôi cũng đi về, tôi giặt đồ lát trời mưa à. Nhanh lên chị, nhanh lên, nhanh lên con ra. Lanh gì? À, Lanh đi về nhà sao? Ủa? sao về sớm à? Trời đất ơi, anh nhìn cái giờ đứng giữa trưa vậy mà sớm cái gì, trưa trật rồi. Hai cha con anh làm trò khỉ gì vậy hả? Bộ không có chuyện làm gì hết hả? Anh á, lớn già đầu rồi, tự nhiên dẫn con mình, bắt con mình làm ba cái trò kỳ cục, biết mọi người ta cười, người ta khó chịu lắm không? Cái ấm của người ta uống nước đập thủng luôn à. Cái ấm bị bóp rồi, mốt tôi mua ấm mới tôi đền cho. Tôi không có cần đền, đừng làm cái trò đó là được rồi. Tránh ra. Chút là gì? Nãy em thấy chị cười lớn nhất mà. Đúng không con, cười lớn nhất luôn. Ê, chị cười hồi nào? Chị không có cười. À, nước mặn nít á, không có nói dối nha. Hồi nãy tôi đứng trên bờ nè, tôi nhìn xuống ruộng, tôi thấy Lanh hả, cười miệng rộng nhất đám luôn. Hả? Ừ rồi đó, tôi cười đó rồi sao? À, cười là cười, cái vô duyên của hai cha con anh á, rảnh quá à, đi cua gái mà ẩm con theo. Em á, em mai mốt không được theo ba làm cái chuyện đó nghe chưa? Dạ. Chọc gái như vậy là hư lắm, biết không? Em biết. Một lần nữa hả? Chị tới nhà em, chị mét má em cho mà coi. Em đâu có má đâu mét. Mà má em đi xa rồi, không có giờ nữa. Cũng mong ba. Thì ra là vậy. Tội nghiệp thằng Dũng quá, còn nhỏ mà đã mất cha mất mẹ rồi. Vậy là nó có tới mấy người cha lận hả? Tụi anh á, người nào cũng thương nó hết, đi đâu cũng na nó theo. Mấy anh em thay phiên nhau dữ đó. Đi cô gái mà dẫn nó theo luôn. Rồi ai giám sát vô?
Ừ, có chứ sao không. Trời đất ơi, ai mà gan cùng mình quá vậy? Chỉ tôi coi thử coi. Cái người đó ở đâu? Sớm mình luôn hả? Đây nè. Vô duyên. Quỷ à. Ai thèm thích anh. Dũng, Dũng, lại ba nói nghe này. Gọi má đi con, má Năm. Má Năm, kêu nữa đi. Má Năm. Chạy hư con nít không à, vô duyên. Má Năm ơi, kêu Năm. Má Năm. Kể từ đó, em mới thấy anh là người đàn ông đáng để cho em tin cậy. Thì đó, chính vì vậy bà mới gật đầu làm vợ thôi. Cũng mau quá anh ha. Em nhớ cái lúc mà em bị sảy thai đó, bác sĩ nói là em không thể sanh con được. Cái anh nói là không có sao, mình đã có một đứa con trai rồi mà, lo gì. Kể từ đó em mới thấy được tình thương của anh đối với thằng Dũng thật là vô bờ bến. Dạ. Anh Tư. Thằng Dũng sao rồi? Anh vô nói chuyện với nó một chút đi. Mong là anh em mình sẽ có cách làm cho nó tỉnh. Thôi tôi đi. Ủa? Chú Tim nằm. Chị Tư. Mình ơi, chú Thiêm Năm nói gì mà có vẻ cảm động dữ vậy mình? Thì hai vợ chồng nó nói chuyện cho thằng Dũng là nhớ lại kỷ niệm xưa mà. Tội nghiệp. Thấy mặt mày đỏ hoe à, chắc là không kèm được xúc động. Dũng ơi, Dũng à, chú Thiêm Năm nói gì con ráng nhớ nghe con, rồi từ từ hồi phục lại nghe con. Thằng Dũng nó nghe được á, tôi con bà. Sao vậy mình? Vợ chồng nó nhắc lại kỷ niệm xưa của vợ chồng nó không à. Nào là mới gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau gì không à. Chứ có liên quan là tới thằng Dũng đâu mà kêu nó tỉnh. Vậy lãng xẹt vậy. Vậy là không có vô đúng đề chủ đề rồi mình ơi. Dũng ơi Dũng, nếu vậy con làm ơn nghe con, con đừng có nhét cái gì vô đầu con nghe, rồi mất công con tẩu quả lắm nghe con. Bà vô đây còn tào lao nữa rồi đó. Đi đâu không nói không rằng gì cho tôi biết hết trơn vậy. Em xuống cửa bệnh viện chứ em đi đâu đâu. Bà hay quá ha, làm như bà rành đường trên này lắm vậy. Em chỉ chạy ra ngoài chút xíu thôi mà, làm gì la ung sùm vậy mình. Hết lo cho cha, lo cho thằng Dũng, bây giờ phải lo cho tới bà nữa. Chạy đâu mà chạy lung tung à. Rồi mua ba cái giống này và làm gì đây hả? Tự nhiên mua sữa mua trái cây gì rồi. Làm gì vậy? Mua cho thằng Dũng. Trời đất ơi, bà không thấy nó nằm đóng đây sao nó ăn uống gì được mà bà mua cho nó? Thì nó ăn không được rồi em ăn. Trời ơi, bà đi thăm bệnh hay bà đi du lịch? Chứ làm sao nữa, chẳng lẽ bỏ nó ôi nó thối ha. Nếu nó không ăn được thì em ăn, rồi mình ăn đặng lấy sức, đặng mà lo cho cha rồi lo cho thằng Dũng. Rồi rủi như thằng Dũng nó có tỉnh lại bất ngờ á, thì nó đói bụng nó có cái nó ăn. Mấy bữa rày nó có ăn uống gì đâu. Chẳng lẽ nó nằm bất động vậy suốt cả đời sao mình? Trời ơi, sáng giờ bà có ăn lá mơ không vậy hả? Nó chuyện gì đâu mà tào lao không à. Thằng Dũng nó phải tỉnh, nhất định nó sẽ tỉnh. Đẹp không? Mẹ của con lúc nào cũng đẹp mà. Mẹ nè, vở kịch sắp đến hồi kết thúc rồi. Nè, ráng đợi con thêm một thời gian nữa đi. Con sẽ đưa mẹ đi đến một nơi thật xa. Hai mẹ con mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ có thích như vậy không?
Thôi con về nha. Vài ngày nữa con sẽ vô thăm mẹ. Sao con ở đây? Tụi con hôm qua thăm Dũng coi nó có cần gì không con? Dạ khỏi dạ. Cha, ở bên đó không có đòi hỏi gì hết á. Con nói vậy là sao? Dạ, dạ không có. Ý con nói là ở bên đó đó có ông Ngọc Nguyên, rồi có chị Ba, có vợ chồng của anh Tư, rồi chú Sáu bên đó nữa nên ba khỏi lo. Dạ đúng rồi cha. Cha muốn đi thăm Dũng sao tụi bay cứ cản cha hoài em biết đó. Tại tụi con thấy cha còn yếu, rồi Dũng nó cũng mới vừa mổ xong nữa. Dạ. Để khi nào cha khỏe hẳn đi rồi cái cha qua cha thăm nó, không ấy nó chạy qua đây nó thăm cha cũng được mà, đúng không? Nhưng bây giờ cha khỏe rồi mà cho cha qua thăm Dũng đi. Nhưng mà bác sĩ đã dặn rồi, mình cứ y như lời bác sĩ đi hả cha, từ từ cũng được mà. Dạ em đưa sữa. Dạ. Cha, cha uống sữa nha cha. Cha uống sữa cha. Nó nóng quá cha. Anh nè, hôm nay em đã hoàn thành tiếp giai đoạn 2 mà kế hoạch anh đề ra rồi đó. Nhà em cũng đã cho triển khai quảng cáo trên khắp chợ của 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Anh mà tỉnh dậy á, em sẽ chở anh về dưới để xem những mẫu quảng cáo đó, thật đẹp và ấn tượng. À, tổng kết doanh thu tháng rồi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Anh thật là giỏi, em rất là ngưỡng mộ anh. Em ngày càng hãnh diện về anh biết không? Anh xem nè, hôm rồi mình chưa chụp hình đám cưới đó, rất là đẹp. Anh xem đi, tấm này nè, em cười rất là tươi. Còn anh này không có cười gì hết á. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Cớ sao ta còn xa nhau để hiu hắt tháng năm buồn đau. Còn tấm này nè anh, tấm này thì anh cười hết miệng luôn. Nhìn mặt anh giống như baby vậy đó. Hứa với em đi.
anh chỉ nằm ngủ buồn. Mấy ngày qua anh làm việc quá sức rồi. Sau khi em tỉnh dậy, sẽ thật là khỏe. Nếu em còn tiếp tục công việc đang dở dàng, rồi mình còn chuẩn bị đi ra đám cưới nữa. Danh sách khách mời em đã lên hết rồi. Anh sẽ đâu thiếu ai thì giờ bổ sung bàn tay anh thật là ấm áp. Bàn tay này sẽ che chở cho em suốt cuộc đời. Anh có nghe em nói nha Dũng. Hứa với em đi, anh phải là người che chở cho bảo vệ cho em suốt cuộc đời. Chút mơ mộng nhớ ra diễn trong lòng, chuyện tình đôi ta theo tháng năm không rời xa, vượt ngàn dòng tố phong ba. Em cho tôi mơ cầu hạnh phúc để rồi một lần lỡ sai đường, vẫn không trách không hờn. Từ ngày quên em tôi hết cô đơn buồn tênh, đợi chờ đôi mắt ngoan hiền. Vì em chưa hiểu ra nên em chẳng tin, không cho tình yêu vững bền. Làm sao em hiểu ra bao thiết tha tình tôi, để lạnh lùng theo những tháng năm buồn trôi. Hỡi em, tình ta qua bao sóng mênh mông buồn vui, trao em niềm tin giữa đời. Vì yêu em mà thôi xin chấp nhận đời chờ, rồi tình yêu đến đây xóa tan cơn mộng hững. Alo, tôi nè. Ông hả? Sao rồi? Thằng Dũng nó sao rồi? Nó cũng còn mê man chưa có tỉnh. Thằng Nhiệm đâu rồi? Ừ, nó đang học bài mà hổng rày á, nó cứ đòi đi lên thăm anh hai của nó không à. Đi sao được mà đi, học hành sao bỏ được. Hay là vậy nè, bây giờ ông về nhà ông coi nhà, ông chăm thằng Nhiệm giùm tôi, chứ tôi lên trên đó tôi thăm thằng Dũng rồi thăm cha nữa. Trời đất, về sao được mà về, cha đang bệnh, thằng Dũng thì bị như vậy sao về. Hết chuyện của cha rồi, chuyện anh Tư anh Năm, rồi bây giờ tới thằng Dũng. Sao tôi thấy nó lạ làm sao á. Sắp đám cưới của thằng Dũng rồi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, làm tôi liên tưởng tới chuyện của anh ba. Nè, nó bậy nha. Ở nhà lo trông coi nhà cửa đi, đừng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi biết rồi, vì tại vì chuyện xảy ra trước mắt. Thôi, thôi được rồi, tôi cúp máy nè, có gì tôi điện cho ba nha. Nè, ông sao? Khổ ghê luôn. Sao? Ủa, anh? Ba mới gọi hả? Mới. Ở dưới thì sao rồi? À, thì cũng bình thường anh. Nhưng mà gọi điện thoại mà cứ nằng nặc đòi lên hoài, khổ ghê luôn á. Thì chú cũng phải thông cảm. Tao nói ở dưới á, không có biết được gì,
cứ nghe ngóng rồi đón già đón non rồi sốt ruột lo tùm lum hết. Y chang, mới vừa nói tầm bậy bạ bị em la nè. Cũng tội nghiệp cho thêm sao, hiểu không? Chứ biết sao được anh. Phải có người lo nhà cửa, rồi còn thằng Diệm nữa. Với lại vài bữa cha cũng khỏe rồi đưa cha về dưới. Cũng phải có bà để mà lo chăm sóc cho cha chứ. Tôi nói thiệt nha, cha còn ở trên này ngày nào tôi lo ngày đó. Chuyện Dũng á, anh em mình không khéo nói tới nói lui, lỡ cho cha biết là mệt. Em cũng nghĩ như anh. Thằng Dũng nằm mê man, không có tỉnh lại. Bác sĩ thì nói 1-2 bữa, có khi vài tháng, cũng có thể là lâu hơn. Cho nên em mới tranh thủ lúc này cha còn khỏe, đưa cha về dưới. Chứ để cha trên này lâu ngày em sợ. Khổ ghê luôn. Cha, cha. Tôi quay nói cha nghe. Thằng Dũng nó bị. Cha có sao không cha? Tụi con cứ ở đây hết trơn hết trọi thì bên đó ai lo cho Dũng vậy? Dạ cha đâu vậy cha? Cha, tụi con không dẫn cha đi á thì cha định đi một mình. Cha đang mệt mà cha. Cha thì cha mày ra đi. Tao không cần tụi bay nữa. Tao không cần thằng nào hết trơn rồi. Để tao đi một mình, tao qua tao lo cho thằng Dũng thôi. Tao đi một mình cha thôi. Cha ngồi lên đây đi. Con đẩy cha qua phòng thằng Dũng. Dũng à, con nghe nội nói gì không con? Nếu con nghe thì nội, con nói cho nội biết đi. Con nói cho nội biết là con không sao đâu. Con nói cho nội biết rồi con sẽ tỉnh lại hả con? Dũng à, nếu con mạng hệ nào thì ông nội làm sao sống được đi con? Nếu gia đình mình có làm điều chi nên tội để bắt ông một lần không tiễn biệt ba má con và lần này tính lượt con, thì ông xin gánh hết cái kiếp nạn này để thay khỏi cho con Dũng ơi. Ông cầu xin con mau tỉnh lại. Nếu mà con không tỉnh lại thì ông nguyện ngồi đây để ông cầu nguyện cho con tỉnh lại. Đến khi nào con tỉnh lại thì thôi Dũng ơi. Ông không đi đâu hết. Ngồi đây, ông cầu xin cho con mau tỉnh lại.
Anh muốn gì? Anh muốn nói chuyện với em. Nhưng tôi không muốn. Giữa tôi và anh không có gì để nói hết. Anh buông tôi ra. Không có người con gái nào dám từ chối điều anh muốn. Trừ tôi ra, tôi không phải là hạng người nghe theo sự sai bảo của anh. Buông tôi ra. Không. Buông ra. Không. Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Những gì anh muốn ở tôi anh cũng đã có rồi. Anh để cho tôi yên đi. Chẳng lẽ em không có chút gì sao? Đêm hôm đó đêm đó chỉ là một sự đổi chác. Tôi đã trả công cho anh sòng phẳng. Khi tôi nhờ anh làm một việc, giữa tôi và anh không ai nợ ai hết. Giờ tôi muốn anh từ ra về sau. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Giờ tôi với anh cũng không có gì để nói ngoài chuyện công việc. Anh không tin. Chứ đó không phải là cách của anh sao? Đó là cách sống của anh mà. Chuyện tình một đêm và sự đổi chác sòng phẳng giữa hai bên, và sau đó là đường ai nấy đi. Tôi thấy anh hơi lằng nhằng giống đàn bà rồi đó. Không có giống anh chút nào hết. Em có im đi không? Chứ anh muốn sao? Bấy lâu nay làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì anh muốn kiếm đoạt tôi thôi. Bây giờ anh đã mãn nguyện rồi. Tôi hiểu luật chơi và tôi đã làm đúng. Giữa tôi và anh không ai nợ ai hết. Chứ anh muốn sao thì anh mới tha cho tôi đây. Anh làm vậy là ý gì? Anh yêu em. Sau khi thắng thầu, chắc xin nghỉ phép 1 tuần để dẫn người yêu đi Nha Trang lặn biển quá. Tôi thì tranh thủ ngủ, tôi thèm ngủ còn hơn cái gì trên đời này nữa. Tôi thì thấy từ sau khi mà ông Mạnh lên nắm quyền, tụi mình mệt hơn trước có được gì đâu. Ủa, thì người mới phải khẩn trương chứng minh năng lực của mình chứ. Vậy mới làm vui lòng các đối tác và cổ đông, phải không? Mấy người á mới làm mệt có một chút mà đã than như là sắp chết vậy. Nếu như mà không có anh Mạnh, thì công ty này còn tồn tại đến bây giờ sao? Tôi nghĩ biết đâu bây giờ mình đang nộp đơn xin việc ở công ty khác rồi đó. Nói cũng đúng. Mà tôi thấy ông Mạnh giỏi thiệt á. Một mình mà ổng ha, dùng uy tín của ổng ra, ổng lôi kéo cái công ty lại, các vệ tinh lại. Nhờ vậy mà công ty của mình mới thoát khỏi bờ vực phá sản đó chứ. Tài giỏi, đẹp trai, hào hoa, ai mà không chết. Nè, cẩn thận cô nương. Ổng thay người tình như thay áo, đụng vô là chết đó. Kệ. Tôi á thà chết trên tay anh Mạnh một đêm còn hơn là sống cả đời với trợ lý Đỗ. Bà này.
Chị Mục Miên, chị chưa đi ăn hả? Chị không đi đâu. Hay là em mua gì về chị ăn ha. Mà chị muốn ăn gì? Hay là em mua cái phần cơm mà chị thường hay ăn ha. Không đi đi. Chị làm công việc nữa. Ông có góp ý kiến gì cho bạn thiết kế gì không? Không, rất là ok. Cảm ơn ông. Hy vọng là sẽ hợp tác với công ty của ông lâu dài. Hy vọng sẽ gặp lại em sớm. Vậy thôi, chúng tôi xin phép. Chào anh. Chào. Tôi còn thắc mắc vấn đề này, anh có thể giải thích giùm không? Mong gặp lại. Dạ, cảm ơn ông. Dạ thôi, tôi xin phép. Anh có thể mời em đi dùng cơm được không? Không lẽ em từ chối khách hàng của mình sao? Anh rất lo cho em. Nghe các nhân viên nói á, lúc này em làm việc á bất kể giờ giấc, không chịu ăn uống gì hết. Sau giờ làm việc á là em đi thẳng vào bệnh viện với Dũng. Em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Em không sao đâu mà. Ngồi đi. Uống đi. Anh tính như vậy. Anh tính là đưa kế hoạch của cậu Dũng á đưa cho cậu Tân. Dù sao cậu Tân cũng là phó phòng và cũng đã tham gia kế hoạch này lúc ban đầu. Anh thấy thế nào? Dạ, em xin anh hãy để cho em tiếp tục làm kế hoạch của anh Dũng, vì đây chính là tất cả tâm huyết của anh. Em không muốn là sau khi anh tỉnh lại anh sẽ buồn vì kế hoạch của anh bị trì trệ và không theo ý đồ của anh. Anh hiểu rồi. Nhưng anh chỉ lo cho sức khỏe của em á, không biết là đứng được bao lâu. Kế hoạch marketing của Dũng đưa ra ở đồng bằng sông Cửu Long á, chỉ mới bắt đầu thôi. Liệu em có đủ sức khỏe để lo chu toàn mọi việc? Dạ thưa anh, em xin hứa với anh là em sẽ không để xảy ra sơ suất nào trong thời gian này đâu. Em xin anh hãy cho em tiếp tục làm kế hoạch của anh Dũng, được không anh? Em xin anh mà. Anh chịu thua sự bướng bỉnh của em luôn. Hèn chi á, cậu Dũng phải nhượng bộ và đầu hàng, huống chi là anh. Mà nè, tình hình của cậu Dũng á, sao rồi? Anh dự định á, vài ba bữa nữa thu xếp công việc xong sẽ vô thăm Dũng. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Dũng vẫn còn nằm hôn mê anh à. Thôi, em về làm việc đi. Nhớ những gì em dặn nghe chưa? Dạ. Thôi em về nha. Ừ. À, chị ơi, chị rớt cái bóp nè. Ồ, trời ơi, cảm ơn em nha. Em tốt quá à. Có chi đâu chị. Chị ít gặp người nào mà rớt cái bóp mà lụm lại cho chuyện gì. Chị quý em vô cùng vậy đó. Em thăm nuôi ai ở đây vậy? Dạ em nuôi đứa cháu trong đây nè chị. Ủa nó bị cái gì?
Dạ, nó bị tai nạn xe cộ, rồi hôn mê đến giờ chưa có tỉnh. Trời ơi, tội không? Nè, có phải bác sĩ nói là cơ hội bình phục tùy theo ý chí của bệnh nhân và thân nhân không? Dạ phải rồi, sao chị biết? Trời, hoàn cảnh tôi cũng y như em vậy đó hả? Vậy hả chị? Ừ, ông chồng tôi hả, hôn mê mấy tháng trời luôn vậy đó. Ôi, tôi làm đủ y như bác sĩ dặn. Dạ. Mà ổng cứ nằm im, không nhúc nhích gì hết à. Trời ơi, như vậy là giống y chang tình trạng của cháu em đó nghe chị. Ừ, nhưng mà cũng may, tôi nghe anh ta chỉ có ông thầy ở quận 5, ổng mát tay lắm. Ổng có cách kêu vía của cái người bệnh về. Tôi đi thử, em biết không, mới đi hôm trước một cái, có hôm sau ông xã tôi tỉnh lại liền à. Ôi, nếu được như vậy thì may quá chị hả? Ừ. Chị ơi, nhưng mà cái ông thầy đó, ông có mắc tiền không hả chị? Không có tốn đồng nào hết hả? Do cái tâm mình mua bánh trái cúng thôi hả? Nghe nói ông này hồi xưa biết gì không? Ông cũng bị đụng xe rồi cũng bị hôn mê vậy đó. Cái lúc tỉnh lại sao tự nhiên cái có khả năng chữa bệnh. Nghe người ta nói á, là ở trên cử ông xuống để cứu người đó. Nè, về nhà thay đồ, đúng 9 giờ có mặt quán bia Ngự Quan nha. Ok. Mà chừng nào anh Mạnh tới? Đừng có rủ ổng, dạo này ổng thay đổi rồi. Ổng không có thích những cái đó nữa đâu. Cái gì? Chơi bời gái gú mà ổng chê sao? Ừ, thì vậy đó, như hôm trước á, là tụi mình phải đi tiếp ông đối tác đó, nhớ không? Cũng lạ ghê, ông này chắc ông đổi gu rồi nha. Hôm trước á, ông làm á, tụi này sửng sốt luôn, nhất là bồ ruột của ông. Thôi kệ ông đi, nhờ vậy giờ mình có gái gú chơi, đỡ tốn tiền đúng không? Đúng rồi, tiền chùa của công ty mà. Ừ, cứ xài thoải mái có sao đâu. Tôi nghĩ đừng mất thời gian vô ích nữa. Giữa tôi và anh không bao giờ có thứ tình cảm mà trên đời này người ta thường gọi là tình yêu đâu. Sao lại không? Trên đời này nam và nữ đều có thể nói đến hai chữ tình yêu mà. Nhưng giữa tôi và anh thì không. Thiết nghĩ tôi cũng đâu còn gì cho anh lợi dụng. Tôi cũng không làm theo ý của anh để có được tài sản mà tôi phải có. Anh nên để dành thời gian cho những cô gái khác sẽ hay hơn đó. Sao em không nghĩ là anh thật sự yêu em? Không. Và không bao giờ. Trong tôi bây giờ, hai chữ tình yêu đã nhường chỗ cho hai chữ thù hận. Tôi cảm thấy trên đời này con người ta thường đeo mặt nạ để sống với nhau. Và anh cũng không có thua gì họ đâu. Để cho tôi yên đi. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Em không muốn hận thù kéo dài đến khi nào nữa chứ? Đâu biết.
Ủa anh Tư? Hả? Anh Tư, anh đứng đây, chị Tư đâu? Kêu được xuống dưới mua thức ăn. Đi đâu mấy tiếng đồng hồ chưa có thấy về nữa. Trời ơi, chắc đi tám với ai rồi quá. Ơ, dạ đói bụng phải không? Anh ăn cơm chiều tụi em nè. Trời ơi. Thôi được rồi sếp. Bà ơi là bà. Ý Tư nói là anh Tư đang sốt ruột chứ không phải là đói bụng. À, hai cái nghĩa nó khác nhau hả mình? Nói ra cái là trớt quớt. Khổ ghê luôn. Anh Tư. Ừ, chị Tư đâu biết đường xá trên này đâu mà anh nói gì chỉ la cạ. Bởi vậy chứ này chắc tao cho phải về dưới á. Ở đây trộn rộn không làm được cái trò trống gì, làm cho người ta mệt thêm. Không, chị không có chịu về dưới đâu. Bây giờ chồng ở đâu thì vợ ở đó. Chắc chắn là chị không bao giờ chịu về dưới. Không chịu điện thoại cho chị đi. Điện thoại đâu mà điện. Bả đi, bả đem điện thoại đi đâu. Nè, bả đưa cho tôi nè. Ủa sao kỳ vậy? Đi xuống căn tin mua thức ăn. Đem điện thoại cho làm gì? À, à gì nữa đây? Chuyện gì thế? Không, ý ý em nói có bao giờ chị đi lạc không? Nữa. Tôi nói nín nín mình nói hoài ta. Lạc gì mà lạc. Chị Tư đâu phải là con nít đâu mà đi lạc. Đúng rồi. Ôi dạ. Ồ, anh sao vậy? Có sao không? Thím nằm nói đúng. Sao hả anh? Có thể bả đi lạc. Dạ, con nghe nè chú Tư. Thính Tư, có bên con không? Dạ không chú. Dạ chắc phải đi lạc thiệt rồi con ơi. Ừ, sao vậy chú? Chị đi đâu mà Thính bay đi mua đồ ăn gì mà 4-5 tiếng đồng hồ rồi không thấy gì à? Chắc lạc quá. Dạ dạ dạ, bây giờ con đến bệnh viện liền. Dạ dạ. Alo. Alo má hả? Dạ Thím Tư đi lạc rồi má ơi. Bây giờ là con vô bệnh viện. Má rảnh thì vô đó liền nha. Cái gì? Cái gì mà lạc hả? Đi đâu mà lạc? Mộc Miên, Mộc Miên. Trời đất ơi, cái con này nói cho hết là cướp máy rồi. Trời ơi, thiệt tình là khổ à. Chị Tư đi đâu mà nó phải đi lạc vậy nè trời. Tìm ở đâu ra? Ủa mà hình như là chị Tư. Đúng rồi, mày chạy lẹ lên coi. Đó chỗ bà áo bà màu xanh á. Lẹ lên. Tư, chị đâu vậy? Tôi nè. Tôi nè. Tôi xem. Lạc vậy hả? Mọi người phát quả tìm chị đó. Để tôi gọi điện thoại cho anh Tư anh biết mừng nha. Ừ, trước sau chị cũng về, đã nói là gặp rồi mà, sợ cái gì? Hết nó nổi luôn. Ghê ghê kìa. Cảm ơn chị. Đi. Dạ. Sợ ông thầy quá. Thôi mà. À, chào chị. Chị Tư. Mình. Đi đâu giờ này mấy gì? Lên đây nuôi bệnh hay đi Bách Phố? Bà muốn đi Bách Phố lắm đúng không? Mình ơi. Ờ được rồi. Mai mốt nguyên gia đình này về dưới quê đó, bà đi một mình, mặc sức bà đi nghe. Già rồi, để cho người ta lo lắng gì. Không thấy kỳ hả? Em có muốn vậy đâu nè. Thôi 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 anh Tư ơi, anh đừng có la chị Tư. Tại vì chỉ lo cho thằng Dũng đó, rồi chỉ nghe lời người ta suối bậy, đi tìm ông thầy gì đó đó, bị người ta lừa gạt, lột tư trang, lấy luôn tiền bạc rồi bỏ chỉ ngoài giữa đường đó. Mạnh ơi, có sao không chị? Mất hết.
hết rồi mình ơi. Bông tay cả rá, mất hết trơn hết trọi rồi, tiền bạc cũng mất hết, không có gì hết trơn. Lại đây biểu coi. Nãy giờ sao không nói? Mình mất kiếp gì, sao mình nói được? Thiệt kìa, khờ ghê á, lớn vào đầu rồi, đi tin người lạ, để bị gạt à. Thôi được rồi, coi như cũ đi thay người đi, được về đây là tôi mừng rồi. Chứ tôi đã đem đi ta bán, là tiêu đời luôn. Mình nói gì kỳ vậy? Dạ rồi, bán có người mua hả? Trời ơi, còn trả lời nữa hả? Chị ghét kìa. Tập tầm dung chị lấy chồng, em ở nhà chị ăn cá, em gấp xương chị nằm giường, em nằm đất chị úp mật, em liêm ghe chị ăn chè, em liêm bát chị ca hát, em vỗ tay chị ăn mài, em xách bì chị tủi ti, em tủi thân chị tủi dần, em tủi mèo. Tập tầm nhau chị lấy chồng, em ở nhà chị ăn cá, em hấp xương chị nằm giường, em nằm đất chị hấp mật, em liêm nghe chị ăn chè, em hít bát chị ca hát, em dùng tay chị ăn ngoài, em sạch mình chỉ là tuổi ti, em tuổi thân. Chị nằm giường, em nằm đó, chị hút mật, em liếm ghe, em liếm ghe, chị ăn chè, em liếm bát, em liếm bát, em vỗ tay, đi ăn mài, em sắp bị. Tôi ở đây ai chị Diệu Hương? À, chị Hương bên kia kìa. Chị gửi nhờ tặng hoa cho chị. Hoa đẹp quá ha. Xin nhờ chị viết tên vậy. Chắc lãng tử. Ờ, trời ước gì tôi cũng có người tặng hoa. Mời em đi ăn cơm nha. Ờ, xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt. Tiếc quá. Vậy hẹn em dịp khác. Ừ, ok. Em hỏi anh chuyện này nha. Mỗi ngày một bó hoa được gửi đến công ty, nhà người nhận là em. Có phải là anh... Em có thích không? Em cảm ơn anh. Nhưng mà em nghĩ là anh đừng nên mất thời gian nữa. Nhưng mà em thích là được rồi. Vậy nha. Bye bye. Bye bye anh.
bây giờ chỉ có một điều ước duy nhất, đó là chờ anh tỉnh lại. Em hy vọng là anh nghe được những gì em nói. Hứa với em nha, anh sẽ cố gắng vượt qua cho đàn em nghèo này. Lời tin may mắn này do chính tay em viết. Mỗi ngày á, anh chỉ lấy ra một tờ giấy đọc thôi nghe. Anh không được ăn gian đó. Để xem hôm nay anh lấy được tờ giấy gì ha. Em và mọi người sẽ không bỏ cuộc. Anh cũng đừng bỏ cuộc nha. Ông Sáu, tôi nè. Sao bà ở đây? Tội nghiệp cháu tôi. Sao con ra nông nổi vậy hả Dũng? Thiên Sáu lo cho con lắm, nhưng thế không làm sao mà nên đi thăm con được. Năm lần bảy lượt thím đòi lên đây thăm con, nhưng mà chú Sáu có cho thím lên đâu. Thím chỉ biết điện thoại từng ngày để hỏi thăm tin tức của con thôi à. Con có nghe thím Sáu nói không Dũng? Con sẽ không sao đâu. Ở Hiền gặp lành mà con. Con sẽ phải tỉnh lại trước ngày cưới nha Dũng. Mộng Miên nó đang chờ con đó. Con phải làm đám cưới đúng ngày đã chọn nha Dũng. Đừng để Mộng Miên nó buồn nha con. Hợp tác vui vẻ. Chúc mừng sự hợp tác. Chúc mừng cô Hương. Công sức của cô Hương trong bản hợp đồng này là rất lớn. Sức mạnh nhớ thưởng xứng đáng nha. Tôi biết mà. Thôi, chúng tôi xin phép về. Bye. Chào anh. À, tôi có chuyện muốn bàn với Hương về bản phụ lục của hợp đồng. Ok, tôi đi trước.
Hương ngồi đi. Đây là của Hương. Của tôi. Anh tặng cho Hương. Hương nhận đi. Sao lại tặng? Xem như là phần thưởng dành cho Hương đã vất vả trong thời gian vừa qua với dự án này. Xin lỗi, tôi không thể nhận món quà giá trị như vậy được. Nếu em không thích, anh sẽ mua loại khác đẹp hơn, to hơn. Xin lỗi, tôi sống có nguyên tắc của mình. Xin ông tôn trọng ý kiến của tôi. Ok, nếu vậy thì anh không miễn cưỡng. Vậy hôm nay thì sao? Em có rảnh không? Chúng ta có thể đi đâu đó chơi hoặc là đi bar để chúc mừng bản hợp đồng được ký kết. Xin lỗi, tôi phải về, sếp bạn đang chờ. Chuyện đó, em ngồi đi. Anh đã nói với sếp Mạnh rồi, anh ấy đã đồng ý để em có thể đi chơi với anh hết đêm nay. Ok, bây giờ là em không sợ lo bị đuổi việc rồi, vì có sự đồng ý của anh Mạnh. Có phải không Mạnh? Coi như là nhiệm vụ mà công ty giao phó cho em. Vậy à? Vậy thì không biết là em có đủ khả năng này không? Em có thừa khả năng đó. Anh Mạnh là người có tài quản trị và lãnh đạo. Anh ấy đã chọn người vào công việc thì nhất định là không sai lầm. Có phải không Mạnh? Thôi, nói vậy đủ rồi. Mình đi thôi vậy Hương. Đừng bỏ qua một đêm dài quán phía. Anh xuống trước chờ em. Có phải là ý của anh không? Đây có phải là công việc anh giao cho tôi không? Anh tưởng là nó tăng lớn công việc anh. Em làm cho nói chuyện. Chứ phải em giả tưởng đi cho vui vẻ. Diệu Hương, bây giờ em muốn đi đâu trước? Đi đến nơi nào mà anh muốn. Cho tôi một chiếc taxi 4 chỗ.
buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Chẳng phải đã đồng ý đây là công việc mà tôi được giao sao? Cái gì? Anh Mạnh, anh làm cái gì vậy? Buông dì Hương ra. Ra đi. Anh Mạnh, nếu anh thật sự muốn mà anh biết hậu quả rồi đó. Dì Hương đêm nay là của tôi, chẳng phải anh đã thỏa thuận như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm tôi mất vui thì anh sẽ gây hậu quả nặng nề công ty, anh biết chứ? Dạ. Theo như lời bác sĩ nói á, thì mình nên đưa cha về quê càng sớm càng tốt. Chứ để cha ở trên này lâu á, rồi chứng kiến mấy cái chuyện này á, không có tốt cho sức khỏe của cha. Ai mà không biết vậy. Cái khó á, là sao mà nói với cha điều này nè. Chuyện này không có đơn giản đâu. Vừa mở miệng ra là bị cha chửi liền à, không có giỡn đâu. Nhưng mà tôi nghĩ khó cỡ nào cũng phải nói, cũng phải bằng mọi cách đưa cha về dưới. Sức khỏe của cha ở đây là không có ổn. Hồi đợi anh Tư lên đi, rồi anh em mình bàn kỹ mới được. Em cũng nghĩ như anh vậy đó. Cái khó ở đây á là cử người nào ra để mở miệng thuyết phục cha nè. Thôi nha, anh đừng nhìn em vậy nha. Em không có làm chuyện khó khăn đó đâu á. Tôi nhìn chú á là không phải bắt chú mở miệng, mà tôi nhìn chú là vì tôi nhớ đến một người. Ai vậy? Chú biết còn hỏi. Bà Tám Dần. Chính xác. Bây giờ nhiệm vụ của chú á là đón xe về dưới gấp, rước cô Tám lên đây. Ok. Anh yêu em. Anh làm gì biết yêu, nói ai giữa tình yêu. Chồng anh chỉ có tham vọng và mưu tính quyền lợi thôi. Anh nói anh yêu tôi, yêu thật lòng sao? Cô Hương, có gì mà cô hẹn tôi ra đây vậy? Thời gian vừa qua làm trong gia đình đó, chị cảm thấy như thế nào? Ôi, nói tới gia đình đó thiệt là bực mình lắm cô ơi. Tôi nói y như cái câu người ta nói vậy đó, người khôn mà sống với người ngu, bực mình. Có những chuyện hả, tôi không thể chịu nổi. Nhiều lúc bức xúc quá hả, tôi muốn lên tiếng, nhưng mà tôi nhớ lời cô dặn, nên thôi. Ông chủ ở cái nhà này nè, hay tỏ vẻ ta đây khoe khoang, còn bà chủ hả, đỏng đảnh, trưởng giả mà học làm sang. Còn cô Mộc Miên á thì thôi miễn bàn đi. Tôi nói thiệt á, cái nhà này á tôi chỉ có quý cô thôi. Nhiều lúc á tôi muốn nghỉ á, nhưng mà tôi vì cô á mà tôi ở lại tôi làm đó. Vậy còn nhà anh Dũng thì chị thấy sao? Trời trời trời, tôi mệt với cái nhà đó lắm, nhất là mấy bà thím dâu á, bà nào bà nấy trộn rộn lăng xăng, ngu mà làm bạc lanh. Tôi thấy chị nên cảm ơn cái tật tài lanh của họ đó. Hả? Tôi muốn nhờ chị một chuyện. Chuyện gì? Chị đến bệnh viện gặp mấy bà thím đó. Thôi thôi thôi, không được đâu cô ơi. Tôi nghĩ chắc tôi làm không được đâu. Thôi tôi làm vậy tôi bị đuổi rồi sao? Rồi tiền đâu tôi nuôi chồng nuôi con. Thôi 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 cô ơi. Chị có nhớ lần đầu tiên gặp ở nhà chị nợ tôi một lời hứa không? Dạ nhớ.
Nhưng mà... Tôi sẽ cho chị một số tiền đủ để chị mở tiệm tạp hóa sinh sống. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không được đâu cô ơi. 5 triệu. 50 triệu. Ông thấy sức khỏe của ông nó ra sao? Tôi nghe mấy đứa nhỏ nó về nó nói lại là ông ở trong phòng của thằng Dũng mấy ngày, mấy đêm liền, ông không ăn, không uống gì hết á. Ôi, tụi nó nói thêm nó bớt hơi nào mà nghe không biết nữa. Ông càng lớn tuổi, cái cục cố chấp của ông hả, càng ngày nó càng lớn. Ông làm cho mấy đứa nhỏ nó lo cho ông thì có. Nè, mình lớn tuổi rồi mình phải lo cho cái sức khỏe của mình chút đó, chứ đâu có phải còn trai trẻ đâu mà ý lại, thấy không? Tôi nghe tụi nó nói à, ông không ăn không ngủ mấy ngày liền, tôi lật đật tôi chạy lên đây đó. Lật đật bà chạy vô đây bà đút tôi ăn phải không? Ông còn biết giỡn vậy đó thì tôi đỡ lo rồi. Bà lên rồi chừng nào bà về? Chừng nào ông về tôi về? Được đâu được, tôi phải ở đây lo cho Dũng chứ. Lo, ông lo được cái gì cho nó? Hay là tụi nó lo cho ông thì có, thấy không? Tôi biết thằng Dũng nó bệnh nó nằm đó thì mấy ngày ông cũng không có rời nữa. Nè, cái sức khỏe của ông tệ lắm rồi, ông nên nghe lời bác sĩ, đi về quê tịnh dưỡng đi. Ồ, tôi ở đây à, để tôi lo cho thằng Dũng. Bà đừng ở số 7 mà. Lo được cái gì mà lo, không biết nữa. Ông nghe tôi nói hết cái đã. Nè, thằng Dũng á, nó có cái gì á thì có chú thím lo cho nó, thấy không? Đâu có làm sao đâu. Còn ông á, ông phải lo cho cái bản thân của ông, thấy không? Biết thương con, thương cháu, nghĩ tới nó thì mình phải lo cho cái bản thân, cái sức khỏe của mình trước cái đã. Tôi nghe nói là vài ngày nữa đó, mấy đứa nó xin ông bác sĩ đó cho thằng Dũng nó về quê để điều trị, thấy không? Còn ông cũng nên về trước đi. Rồi cái tụi nó ở đây nó thu xếp cho ông Dũng xong rồi nó đưa nó về sau chứ gì. Ha, nghe lời tôi đi, lo cho mình trước đi nha, chịu không? Gì vậy chị? Dạ, có người gửi quà cho bà. Gửi quà cho tôi? Dạ. Ai vậy? Dạ tôi không biết, mà họ dặn là phải đưa tận tay cho bà. Người nào mà lại gửi cái gì cho mình vậy ta? Thank you.
này gửi cái mặt nạ này cho mình vậy? Gửi như vậy có ý gì? Con mua cho mẹ cái áo nè. Mẹ nhìn đi có đẹp không? Rất là đẹp luôn đó. Bác sĩ nói sắp tới mẹ có thể hồi phục rồi và có thể về nhà tự điều trị được. Lúc đó mẹ nhớ mặc cái áo này nha. Mẹ biết không? Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Câu chuyện 20 năm đã được con viết lại hồi kết. Lúc đó con sẽ đưa mẹ đi đến một nơi thật xa, chỉ có hai mẹ con mình thôi. Và mình sẽ làm lại từ đầu. Mẹ có vui không? Mẹ có thích như vậy không? Sao vậy? Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Hả? Mẹ muốn nói gì với con? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, không sao hết. Có con ở đây không ai dám làm hại mẹ đâu. Mẹ yên tâm đi. Rồi quyết định cuộc đời bây giờ là con chứ không phải họ. Là con gái của mẹ, là Diệu Hương đó mẹ biết không? Mẹ bình tĩnh đi mà, không sao đâu. Không sao đâu, có con ở đây rồi. Mẹ bình tĩnh đi nha. Bình tĩnh nha. Thôi mà, có con ở đây rồi mà. Không ai dám làm hại mẹ đâu. Thôi bây giờ con phải về nhà rồi. Vài bữa nữa con sẽ vào thăm mẹ nha. Để con cất cái áo này, khi nào mẹ về nhà con sẽ đưa cho mẹ mặc nha. Chị Xuyên à? Dạ. Thức ăn xong chưa vậy chị? Dạ rồi bà chủ. Tôi có nấu riêng, tôi múc vô ngăn thứ hai á, để dành cho cô một miếng nè. Vậy giờ tôi đi nha bà chủ. Ừ. Chị đi trước đi, cho kịp giờ ăn trưa, rồi một lát tôi vô sau. Dạ.